Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện kiêu ngạo của tác giả Vua Chết tập 67. Lâm Vô Ngân nhìn thang máy đang đi từng tầng cao nhất xuống, cũng nóng lòng tới mức cậy cửa máy ra gào thét. Thang máy tới tầng 2 còn dừng lại một lúc, vô cùng khó có thể tưởng tượng. Con mẹ nó, tôi thực sự không hiểu được những người đi thang máy từ tầng 2 xuống. Lục Kim Bằng nói, cho dù là thang máy ở tầng 2, chỉ đợi thời gian cửa mở thôi cũng đã đủ để đi xuống cầu thang rồi. Cửa thang máy mở ra, một bác gái bước ra ngoài liếc mắt nhìn hai người họ. Lâm Vô Ngân vội vàng đi vào trong thang máy, Lưu Kim Bằng theo sau anh. Tuy rằng trong thang máy chỉ có hai người họ, nhưng anh vẫn cảm thấy Lưu Kim Bằng ăn mặc như một ngọn núi đi tuần, vừa đi vào là lang vào thang máy đã đầy. Lát nữa đừng có bốc đồng, gõ cửa trước đã, Lâm Vô Ngân nói. Tôi tới tìm Đinh Tế ra ngoài chơi. Đương nhiên vẫn phải gõ cửa rồi, nhưng tới lúc này rồi còn giả vờ đi chơi cái gì? Bố cậu ấy nhìn là biết không phải tới tìm người nhà mà là tới đánh nhau, Lưu Kim Bằng đáp. Nói vậy cũng phải, Lâm Phụ Ngưng nói. Chúng ta chỉ nói vậy thôi, ông ấy nghĩ thế nào đều chỉ là ông sao mới đoán. Cậu tinh tế nhỉ? Lưu Kim Bằng cũng nhìn anh, vẫn phải suy nghĩ giúp đinh tế. Lâm Phụ Ngưng cũng nhìn cậu ta, không ngờ cậu có thể đọc đúng hai chữ đinh tế. Cậu coi chừng tôi á, Lưu Kim Bằng nói, tôi không học đại học, không chứng tỏ tôi chưa từng đi học nhé. Lâm Vô Ngừng cũng cười, còn cười được cơ hả? Lưu Kim Bằng cũng tới chịu anh. Vậy tôi khóc nhé, Lâm Vô Ngừng thở dài. Kỳ thực tôi cũng căng thẳng tới mức hủy thái dương cũng sắp nổ tung rồi. Tôi căng thẳng tới mức cổ cũng cứng lại, Lưu Kim Bằng nói, đó là vì quần áo của cậu quá nặng. Cái con khỉ... Lưu Kim Bằng kéo hơi mũ áo lên, sau đó hoạt động cổ. Hình như là tới rồi, tới rồi, tới rồi. Lâm Phù Ngừng lớn từng này rồi cũng chưa bao giờ làm chuyện vượt quá giới hạn như thế này. Ban đầu anh còn rất căng thẳng, Lưu Kim Bằng lại gào như kiểu thang máy sẽ không dừng lại. Thiếu chút nữa anh đã muốn ấn một tầng, ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Khống chế cảm xúc, có thể không cãi nhau thì không cãi nhau. Tôi và có cửa, bọn họ đều quen tôi cả. Nếu như cửa mở ra mà nhìn thấy cậu, chắc chắn sẽ biết ngay là có chuyện gì. Không có thời gian để tha lòng. Được, Lâm Phù Ngừng cũng gật đầu. Nuôi gà cái gì? Bà nội cậu hỏi cô út. Ai mà biết được gà đất, gà mái, gà đen, gà rừng. Cô út nhìn anh mình đầy vẻ khó chịu. Còn anh không cho anh xem, anh còn bắt nó giải thích cho anh. Đình Tế bẻ gãy tấm ván cửa cuối cùng ngăn cản cậu đi ra khỏi phòng ngủ. Vào thời khắc quan trọng thần kỳ này, cậu chửi ầm lên sau đó phá cửa ra. Vậy mà lại không có ai cản cậu lại. Bố mẹ cậu cũng đều không làm gì, giống như không gian bị dừng lại. Cho tới khi cậu đá văng cái bàn gỗ bên cạnh, trừng mắt xông tới trước mặt bố cậu, cô út mới nhào qua ôm lấy cậu. Đình Tế, cháu định làm gì? Bố, Đình Tế nhìn bố cậu. Lục đồ của con. Bố cậu cau mày. Áo của con vứt trên sofa, mẹ con cầm đi treo, nó rơi ra ngoài. Theo trực giác của mình, Đình Tế tin tưởng lời này. Cậu biết mẹ cậu sẽ tiện tay cầm quần áo vứt trên sofa đi treo. Nhưng cho dù là cố ý hay vô ý, cậu đều không thể chấp nhận được bố cậu giao sổ tay nuôi gà cho bà nội. Bố để về cho cô không được sao? Đình Tế trừng mắt nhìn bố cậu giọng như vỡ ra. Rồi lại là bố có thể tùy tiện xe mở ra xem sao. Cái thẻ cho chó còn sợ người khác nhìn thấy hả? Bố cậu nói. Không sợ người khác nhìn thấy với việc để người ta tùy tiện xem là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đình Tế gào lên. Tiểu Tế, cháu bình tĩnh chút đi. Cổ út cố gắng đẩy cậu về phía tường, cuối cùng dùng toàn bộ sức lực áp cậu lên tường. Tiểu Tế không hét. Bà nội bước nhanh qua, ôm lấy mặt cậu, bàn tay cũng vô cùng run rẩy. Đừng có tức giận, sao sắc mặt lại khó coi như thế này? Cháu không được ăn gì hả? Ngủ cũng không ngon có đúng không? Cháu ăn rồi, ngủ rồi. Đình Tế nắm lấy tay bà nội. Cháu không sao đâu bà đừng có lo lắng. Lúc này cô út thì mới chậm rãi buông lòng cậu ra, quay đầu trừng bố cậu. Có đánh cháu không? Lúc này giọng nói của bà nội cũng run rẩy theo. Không à, Đình Tế nói. Nghe thấy giọng nói của bà nội, nhìn thấy bà ngọn lửa đang bốc lên tới đỉnh đầu cậu cũng dần hạ xuống. Cháu thực sự không sao, không tới mức đấy. Nào, bà nội đeo sổ tay nuôi gà lên cổ cậu, trả lại cho cháu cái này, đừng giận nữa nhé. Bà nội, Đình Tế rủi mắt cũng vô cùng đau lòng.
Nếu như bà nội biết chuyện của cậu đang lêu thứ gì, không biết sẽ nghĩ thế nào, có khóc không, có mắng không? Đây là thẻ bài gì vậy, quan trọng thế vậy sao? Bà nội vuốt tấm thẻ, sổ tay nuôi gà. Không phải là nuôi gà thật, có ẩn dụ. Bố cậu nói, ẩn dụ cái gì? Bà nội nhìn Đình Tế khẽ hỏi. Đình Tế không nói gì, chậm chạp quay đầu nhìn lại bố cậu. Bố cậu cau mày nhìn cậu. Đình Tế không nhìn ra được gì trong ánh mắt của ông, nhưng thật ra thực sự cảm thấy thất vọng và đau lòng. Thật kỳ lạ, một người hoàn toàn không có tình cảm gì vì đứa con mang dòng máu không thể thay đổi này, bây giờ lại sinh ra cảm xúc phải trả giá bằng tình cảm mới có được. Tuy rằng trung tâm mâu thuẫn của cuộc chiến này không phải là cuộc gọi của cậu, nhưng cậu biết nếu như bà nội truy hỏi, bố cậu sẽ không giữ bí mật cho cậu nữa. Bây giờ cậu đã không còn sự lựa chọn nào khác. Gà là cháu, Đình Tế nhìn bà nội. Tiểu Tế, cô út đứng bên cạnh để thấp giọng gọi cậu. Ánh mắt của bà nội rất kinh ngạc cũng rất phức tạp. Cháu là gà, bà nội hỏi. Vâng, tuy rằng hỏi đáp đều rất kỳ lạ nhưng Đình Tế vẫn rất gật đầu. Không phải cháu không cho người khác gọi mình là gà con hay anh gà gì đó sao? Bà nội cầm thẻ bài mở từng tấm ra nhìn, quay đầu lại hỏi cô út. Đọc cho mẹ nghe, mẹ không nhìn rõ. Mẹ, cô út cau mày, cái này không tiện đọc. Đọc, bà nội cao giọng. Mẹ muốn xem biết gì mà lại náo loạn như vậy. Cô út cũng không nhúc nhích. Thích ăn kẹo que, không được gọi là anh cả. Đình Tế mở miệng đọc từng câu từng chữ, cố gắng khống chế không để cho giọng của mình nói ra run rẩy. Rất hùng nhưng rất thích khóc, nhạc được trả lại cho Lâm Vô Ngưng. À, bà nội nhìn cậu. Đình Tế gắng gượng nói chuyện. Đây là quà sinh nhật Lâm Vô Ngưng. Là cổ thần tiên nhỏ tặng sao? Bà nội hỏi. Vâng. Đình Tế gật đầu. Bà nội không nói gì cũng im lặng nhìn cậu. Đình Tế không biết bà nội có thể hiểu được ý nghĩa của hàng chữ này khi mà bố cậu không giải thích gì không. Đi với bà nội đi, bà nội nói, tách khỏi bố con mấy ngày trước đã, ở đây chẳng giải quyết được vấn đề gì rồi lại còn bị nhốt. Mẹ, bố cậu nổi cáu, chuyện này đang giải quyết, mẹ làm ầm như vậy, công sức từ đầu tới giờ đều uổng phí rồi. Con giải quyết cái quái gì, mẹ thấy con đang đánh rắm thì có. Có lẽ bởi vì sau khi bà nội nhìn thấy Đình Tế rất đau lòng, càng không khách khí với con mình. Làm như các con thì có thể giải quyết được vấn đề, con ăn học nhiều năm như vậy đúng là uổng phí, sách của nước nào nói với con rằng giải quyết vấn đề là nhốt người lại. Trong phòng chợt im lặng, sau đó chưa ai kịp nói gì, cửa phòng bị gõ lên cộc cộc, cũng không thèm ấn chuông cửa mà trực tiếp đập luôn. Tất cả mọi người trong phòng cũng đều bị dọa sợ, cho dù Đình Tế biết người tới gõ cửa lúc này hơn nữa còn có kiểu vậy chính là Lưu Kim Bằng, nhưng cậu vẫn bị giật mình. Ai đấy? Mẹ cậu do dự đi tới phía cửa, vừa mới định nhìn qua con mắt mèo, cửa lại bị đập rầm rầm, mẹ cậu sợ hãi lùi về sau. Đình Tế, giọng Lưu Kim Bằng vang lên ngoài cửa. Đình Tế, mở cửa, ra ngoài chơi. Đình Tế nhìn cửa cảm thấy có lẽ đầu óc Lưu Kim Bằng bị chập mạch, chắc chắn là Lâm Phụ Ngừng đã dạy cậu ta tới gọi cậu đi chơi. Nhưng có lẽ Lâm Phụ Ngừng cũng không ngờ rằng Lưu Kim Bằng sẽ vừa đập cửa vừa gào lên lời thoại này. Quá giả dối, giả tới mức máy móc, rất rõ ràng là giả. Tới mức, cậu xem tôi đang nói dối này nhưng tôi không thừa nhận đâu. Là bằng bằng, bà nội nghe giọng nói của Lưu Kim Bằng, mở cửa. Mẹ cậu do dự vừa mở cửa vừa nhìn Đình Tế. Cháu chào mọi người ạ. Lưu Kim Bằng xông vào như một người mù, tràn đầy sức lực bắt đầu khí năng diễn xuất. Vừa vào cửa chưa thấy ai đã đọc lời thoại như là đương nhiên. Đình Tế, ra ngoài chơi đi. Vẻ mặt của Lâm Vô Ngừng có chút bó tay, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Đình Tế, cậu nhìn thấy trong mắt anh có ý cười. Cho dù tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, trong giây phút này Đình Tế cảm thấy không chân thật, cả người đều thả lỏng ra. Tại sao hai đứa lại tới đây? Cô út giật mình hỏi. Bọn cháu gọi Đình Tế đi chơi. Tuy rằng Lưu Kim Bằng cũng lăn lộn ở quảng trường nhỏ bao nhiêu năm, há miệng ra là có thể nói dối giống như Đình Tế, nhưng cậu ta chưa từng trải qua trường hợp quyết đấu cùng với bố mẹ, không biết có phải là vì căng thẳng hay không. Ngoài câu thoại mà Lâm Phương Ngưng dạy cậu ta thì không biết nói gì khác. Cứu binh và Đình Tế gọi tới hả? Bố cậu nói chưa biết trường vấn luôn đổi dưới nhà đấy nhỉ?
Không phải đâu ạ. Lâm Phong Ngưng nói, trời lạnh quá có ai đứng đợi được dưới bên đâu. Hôm qua khi Đình Tế gọi video, Đình Tế còn nói là sổ tay nuôi gà để ông phòng khách chưa lấy vào. Bây giờ mở cửa ra, sổ tay nuôi gà đã đeo trên cổ Đình Tế. Lâm Phong Ngưng biết chuyện này có lẽ đã bị bại lộ rồi. Nhưng bây giờ anh không thể lập kế hoạch nên nói gì nên làm gì. Nhìn trạng thái của Đình Tế như thế nào cũng có thể đi. Dường như không cần bọn họ phải cướp người. Còn về với bà nội, Đình Tế đi đến bên cạnh giá treo quần áo, cầm chiếc áo khoác mặc vào. Các cậu muốn tới cướp người hả? Bố của Đình Tế nhìn Lâm Vô Ngưng, giọng điệu và ánh mắt chẳng hề kiêng nể. Không à, Lâm Vô Ngưng cũng nhìn ông. Bọn cháu chỉ tiện đường tới gọi cậu ấy đi chơi, nhưng nếu bà nội muốn cướp người, bọn cháu có thể hỗ trợ. Bố Đình Tế dừng lại cũng không nói gì. Đình Tế đã từng nói, bố cậu không phải là người giỏi tranh luận xem ra là thật. Đợi tôi một lát. Đình Tế nhìn anh và Lưu Kim Bằng. Đợi mày. Lưu Kim Bằng nói chuyện có khí thế cộng thêm một động tác vung tay. Đình Tế xoay người đi vào phòng ngủ. Lâm Phương Ngưng nhìn thấy tấm gỗ vỡ nát dưới đất, cũng nhìn thấy khóa cửa, không nhìn được cau mày. Anh thực sự không ngờ rằng Đình Tế lại dùng phương thức như vậy ra khỏi phòng ngủ. Có lẽ là bị ép tới đường cùng. Anh lại nhìn qua bà nội. Bà nội là người từng trải, bây giờ vẻ mặt bà bình tĩnh. Cô út đỡ bà giống như đỡ lão Phật ra. Bà nội không nói gì với Lưu Kim Bằng, cũng không nói gì với anh, thậm chí còn không nhìn hai người, chỉ bình tĩnh nhìn Đình Tế đi vào phòng, rồi lại nhìn Đình Tế cầm túi ra. Lâm Vô Ngừng cũng không nhìn được bất cứ điều gì trong ánh mắt của bà. Mãi cho tới khi Đình Tế mặc áo khoác vào, bà nội mới nói, đi thôi. Lưu Kim Bằng và Lâm Vô Ngưng lùi ra bên ngoài, Đình Tế cũng ra ngoài theo. Ngày mai vẫn nên tới sớm một chút, đừng như năm ngoái, tới giờ mà con mới tới. Bà nội quay đầu nhìn bố mẹ của Đình Tế, đèn trong nhà cứ nhấp nháy suốt, còn qua xem có phải đường dây bị làm sao không? Vâng, bố Đình Tế đồng ý. Đi, bà nội xoay người, mấy người im lặng đi ra ngoài. Khi nghe thấy cánh cửa phía sau vang lên tiếng cạch nhỏ, Lâm Vô Ngừng cảm giác được Lưu Kim Bằng đi đằng trước nháy mắt thong thả, cả người đều nhẹ đi một số. Nhưng không ai nói gì, đoàn người im lặng đứng ngoài cửa thang máy. Lâm Vô Ngừng quay đầu nhìn Đình Tế. Không sao, Đình Tế nói. Trích chút tiền mừng tuổi ra. Bà nội nói tự mình đi mua cửa mới, đừng để bố cháu lại phải đi mua. Vâng ạ, Đình Tế cúi đầu. Mấy người tiếp tục im lặng. Sau khi vào thang máy, bà nội mới nói một câu. Lúc trước đã nói thần tiên nhỏ muốn tới nhà bà ăn cơm phải không? Cậu ấy... Đình Tế nhìn Lâm Phương Ngưng. Cậu ấy vốn... Bây giờ cậu ấy... Khi nào tới nhớ mang theo pháo hoa hay gì đó. Bà nội nói bé đầu xanh rất thích. Hai đứa mua một ít, dẫn nó tới quảng trường nhỏ bắn. Chỗ ấy cho phép bắn pháo hoa. Lâm Phương Ngưng nhìn bà nội. Không biết rốt cuộc thái độ này của bà là sao. Anh liếc mắt nhìn phát hiện ra Đình Tế cũng mờ mịt như vậy. Vâng à, Đình Tế trả lời. Thang máy là một nơi rất áp lực, không gian vốn đã nhỏ, không có chuyện gì cũng sẽ cảm thấy chen chúc thế này rất khó chịu. Bây giờ bầu không khí lại kỳ quái kiểu này. Trong khoảng thời gian đi từ tầng 9 xuống tầng 1, cảm giác như ai cũng lúng túng. Ra khỏi thang máy rồi mới có thể thở. Bây giờ cô đưa bà nội về nhà. Cô út nhìn ba người bọn họ, mấy đứa đi xe hay là để bọn cháu tự đi. Bà nội nói đã bảo muốn đi chơi mà, không phải đi sao? Phải mấy đứa đi chơi đi. Cô út xua tay lại thở dài một hơi. Đi đi. Ba người tiến bà nội và cô út bên cạnh xe, im lặng nhìn bọn họ lên xe, sau đó lại im lặng nhìn xe đi, cho tới khi không nhìn ra xe nữa. Lưu Kim Bằng cũng cắn môi nói. Đầu, có chuyện gì vậy? Lâm Phù Ngừng quay đầu nhìn Đình Tế. Sao cậu lại phá cửa? Bố tôi đưa sổ tay nuôi gà cho bà nội xem. Đình Tế nói, tôi không phá cửa thì ra kiểu gì, kết quả ra rồi cũng vô dụng. Bà nội hỏi chú trên đó là gì? Ông ấy nói, Lâm Phù Ngưng hỏi. Là tôi nói, Đình Tế nói, nếu như thực sự muốn nói, phải cho tôi tự mình nói ra, ông ta có tư cách gì mà để nói thay tôi đâu. Sổ tay nuôi gà nào? Lưu Kim Bằng đứng bên cạnh hỏi, sau đó chỉ thề bà trên cổ cậu. Cái này hả? Ừ, Đình Tế nhìn cậu ta. Cái này lúc về đã đeo rồi mà, không phải là thẻ bài khác chứ sao? Lưu Kiềm Bằng nhìn qua thấy thử, nhìn tầm 10 giây sau đó ngẩng đầu lên nhìn hai người. Được đấy, lãng mạn quá hả? Bà nội có hiểu không?
Lâm Phổ Ngưng hỏi. Chỉ nhìn như vậy chưa chắc đã hiểu được. Đình Tế nhíu mày. Nhưng giọng điệu của bố tôi lúc ấy còn có cái thái độ nữa. Bảo tôi không ngốc, bảo thông minh hơn những bà lão khác nhiều. Nếu không cũng không sinh ra được đứa con như vậy và còn đứa cháu như thế này. Chỉ số thông minh có quan hệ rất lớn tới di truyền mà. Lưu Kim Bằng cũng phấn khích quá mức, chạy tung tăng. Chỉ số thông minh của mẹ quyết định 80% chỉ số thông minh của con. Cầm miệng. Đình Tế ngắt lời cậu ta. Có lẽ chỉ số thông minh của mẹ ta không được tốt. Lưu Kim Bằng kiên trì nói xong. Nếu không ta cũng không bị hai đứa mày bắt nạt thế này. Đình Tế vươn tay bóp vai Lưu Kim Bằng. Đừng nói nữa, không có mày đâu có được. Đúng, Lâm Phụ Ngưng gật đầu. Lần này mày là có bằng bằng. Bây giờ phải làm thế nào? Lưu Kim Bằng suy nghĩ. Hay là ra ngoài đi dạo trước? Tao không muốn ở dưới nhà mày. Tao sợ bố mẹ mày đuổi tới. Đi. Đình Tế kéo khoa áo khoác lên, đi lên đường. Lâm Phụ Ngưng tới gần. Cậu đút tay vào trong túi áo Lâm Phụ Ngưng. Tay của Lâm Phụ Ngưng rất ấm. Cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp dọc theo đầu ngón tay vào tận trong tim. Nhưng dù có hơi ấm này, gánh nặng trong lòng cậu vẫn không giảm bớt. Sự bùng nổ mà cậu dự đoán đã không xảy ra. Cũng không cái vã dữ dội, không tranh luận, không có chỉ trích dồn dập, không có nước mắt và khảo thét. Tất cả đều không có. Cậu cũng không có cơ hội há miệng thở hổn hển. Cậu cũng không biết tại sao. Khi sắp tới giao lộ, điện thoại của Đình Tế rung lên. Tưởng chừng như cậu không dám lấy điện thoại ra, nhưng lại lấy ngay ra xem. Là tin nhắn của cô Út. Trên màn hình chỉ có năm chữ: bà nội hiểu ra rồi. Đôi mắt của Đình Tế nháy mắt trở nên mơ hồ. Từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình. Sau đó chân cậu mềm nhũn. Lâm Phụ Ngưng không kịp đỡ lấy cậu. Cậu đã khuỵu gối xuống đất. Cậu đột nhiên nhận ra tất cả những điều cậu dự đoán đều không diễn ra, bởi vì bà nội đã chống đỡ thay cậu. Lâm Phụ Ngưng rút điện thoại ra khỏi tay Đình Tế, nhanh chóng gửi một tin nhắn cho cô Út. Chuyện thế nào rồi ạ? Bọn cháu về ngay đây. Vẫn ổn, không cần về. Mấy đứa cứ đi chơi trước đi. Buổi tối gọi Bằng Bằng và Lâm Vô Ngưng tới nhà ăn cơm. Bà nội thực sự không sao chứ? Lưu Kim Bằng nhìn điện thoại. Có phải đang giả vờ nhưng không có việc gì, sợ Đình Tế buồn? Lâm Vô Ngưng cũng dùng đầu gối huých vào chân cậu ta. Lưu Kim Bằng im miệng, nghiêng đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Thầu, tôi đúng là choáng đầu rồi, cái này gọi là gì? Gọi là không có gì che miệng, yêu quý thấp. Cảm xúc của bà nội thế nào rồi ạ? Lâm Vô Ngưng ngồi xuống vừa ôm vai Đình Tế vừa trả lời tin nhắn của cô Út. Vẫn ổn, tốt hơn trong tưởng tượng nhiều, mình đều không cần phải lo lắng. Cháu là Lâm Vô Ngưng hả? Vâng ạ. Lâm Vô Ngưng nghiêng đầu khẽ nói bên tai Đình Tế. Đừng khóc nữa. Cậu cũng biết tôi không giỏi dỗ dành người khác. Cô Út nói cảm xúc của bà nội vẫn ổn, tốt hơn trong tưởng tượng nhiều. Chẳng qua là bà cố chịu thôi. Đình Tế lau nước mắt, giọng nói ra cũng đặc sầu mối. Nếu như cậu lo lắng, Lâm Phụ Ngưng nói, bây giờ chúng ta về nhà. Tiểu Tế đâu rồi? Bà ngồi khóc ở bên cạnh ạ. Đình Tế lắc đầu, muộn hắn về, khi nào ăn cơm thì về. Bà nội có muốn khóc, muốn suy nghĩ gì thì cũng phải cho bà thời gian. Chúng ta mà về ngay, bà lại phải giả vờ nhưng không có chuyện gì. Ngày mai 30 rồi, bà còn phải tiếp tục chịu đựng, sau đó là năm mới. Được, Lâm Phụ Ngưng cũng gật đầu. Vậy chúng ta đi mua chút pháo hoa nhé, buổi trưa tôi nhìn thấy có cửa hàng bán. Ừ, Đình Tế gật đầu đứng dậy. Đứa nhóc này nói với nó là thực sự không sao, cô lái xe đây, nãy giờ vẫn đang dừng bên đường nói chuyện với bà. Vâng ạ, cảm ơn cô Út. Hay là tôi... Lưu Kim Bằng nhìn thấy Đình Tế không khóc nữa quay lại. Tôi về cửa hàng giúp đỡ cho cháu ăn trước nhé, sau đó tới nhà bà nội. Làm gì? Lâm Phụ Ngưng nhìn cậu ta. Tôi đã nói nghỉ ngơi tới 30 mồng 1 mới đi làm mà. Không phải. Lưu Kim Bằng nhìn hai người. Tôi ở đây không cản trở gì chứ? Không cản trở gì. Đình Tế lo mắt. Đi thôi, mua pháo hoa. Được. Lưu Kim Bằng cũng gật đầu. Nếu các cậu không sao thì tôi lại càng không sao. Lâm Phụ Ngưng đưa khăn giấy cho Đình Tế. Đình Tế nhận lấy, lau lung tung lên mặt, sau đó quay đầu nhìn anh. Thế nào rồi? Đẹp trai lắm, Lâm Phụ Ngưng đáp. Lưu Kim Bằng ở đằng trước cũng thở dài. Ngày mai cậu có tới nhà bà ông bà tôi ăn cơm không? Đình Tế hỏi Lâm Phụ Ngưng. Bố mẹ cậu có thể đi, không sao. Lâm Phụ Ngưng cũng cười, đừng nói bây giờ anh đã chuyển ra khỏi nhà rồi, cho dù là chưa chuyển ra bà nội đã nói thế, cho dù thế nào thì anh cũng sẽ phải đi.
Vậy nhà cậu thì sao? Cậu quản không hả? Bình tế hỏi. Ôi trời, Lưu Kim Bằng quay đầu chỉ vào Lâm Phương Ngưng. Cậu ấy đã sớm bỏ ra ngoài rồi, ngày ở khách sạn đấy, đi thêm 30 mét nữa là tới khách sạn bây giờ cậu ấy đang ở. Bình thế kinh ngạc quay đầu nhìn Lâm Phương Ngưng. Không nói với mày, sợ mày lo lắng. Lưu Kim Bằng nói, mà nói cho mày rồi mày cũng chẳng giúp gì được. Chuyện này, nói chuyện thất bại rồi. Đỉnh tế nhìn Lâm Phương Ngưng. Lâm Phương Ngưng gật đầu, kỳ thực cũng không nói được gì, không có Lâm Tràm đã là thất bại rồi, không cần phải nói thêm gì nữa. Sau đó thì sao? Đỉnh tế hỏi, không có sau đó. Lâm Phương Ngưng cũng cười. Không biết tại sao khi anh nói ra những lời này, ngoài chút nhẹ nhõm được thể hiện ra ngoài thì trong anh cũng không có gì gợn sóng cả. Bây giờ cậu đã cắt đứt liên lạc với người nhà rồi hả? Đỉnh tế xác nhận lại một lần nữa. Ừ, Lâm Phương Ngưng cũng gật đầu. Nhà ấy cắt thì cắt, Lưu Kim Bằng nói không cắt liên lạc với người nhà thì cũng phải chết. Nhà cậu ấy thực sự là quá đáng, còn quá đáng hơn nhà Đinh Tế. Kỳ thực bố tôi cũng không để ý chuyện này mấy, chủ yếu là ông ấy khó chịu vì tôi không nghe lời. Đinh Tế nói, hôm đó tôi gọi điện thoại tới, nói xong là cúp máy, có lẽ ông ấy rất không hài lòng. Ta cũng nhìn ra, Lưu Kim Bằng nói, thật ra dù thế nào bọn họ cũng là người đã từng du học, rất dễ dàng chấp nhận chuyện này ở phương Tây. Nhưng tiến bộ như vậy vẫn muốn chơi cái trò phong kiến này, ta thực sự không hiểu nổi. Ta không quan tâm nữa, Đình Tế nói. Tao chỉ lo lắng ông bà, chỉ cần hai người họ không sao, tao không quan tâm ai cả nữa. Hôm nay đã là ngày 29 rồi, gió thổi cũng rất mạnh, nhìn có vẻ như buổi tối sẽ có tuyết rơi. Những người trên đường thoáng cái đã không còn bóng dáng, những chiếc xe chạy như bay, cửa hàng ven đường vẫn còn đang mở cửa. Một số cửa hàng và siêu thị nhỏ khác đã đóng cửa từ mấy hôm trước rồi. Cửa hàng bà Lâm Phương Ngưng nhìn thấy bán pháo hoa là do người bản địa mở, bây giờ vẫn còn đang kinh doanh, nhưng mà hình như cũng không nhiều loại lắm. Mấy ngày trước thì có nhiều loại, chủ quán nói bây giờ bán gần hết rồi. Mua nhiều một chút, Đình Tế nhìn không đủ loại thì phải mua số lượng nhiều thêm, mắt chọn đồ của bé đậu xanh cũng là hàng nhất. Mua cả đi, Lâm Phương Ngưng nói mua hết là được. Đình Tế quay đầu nhìn anh, mua hết. Lưu Kim Bằng vẫy tay nói với chủ quán, lại chỉ Lâm Phương Ngưng, cậu ấy trả tiền. Vâng, thưa Lưu Tổng, Lâm Phương Ngưng cũng cười nói. Có đi ăn gì không? Lưu Kim Bằng nhìn vào trong quán, có còn nóng không ạ? À? Có, bên cạnh quầy thu ngân, chủ quán bán hết tất cả pháo hoa, trong lòng rất vui vẻ, cười tươi như hoa. Tết là đồ còn nóng. Khi chủ quán đóng gói pháo hoa, mấy người bọn họ lấy chút canh cay ngồi xuống bàn bên cạnh. Đình Thế thực sự không nhìn nổi nữa. Lưu Kim Bằng hỏi, trước kia trên cổ mày có dây chuyền màu vàng to phải không nhỉ? Không có. Lưu Kim Bằng cởi áo ra, kéo khăn quàng xuống, khoe cổ của mình với Đình Thế. Cái kỳ quê lắm. Bây giờ mày cũng có phong cách lắm đâu. Đình Thế nói, cái đó giống như là dây chuyền vàng bị phai màu ấy. Lâm Phổ Ngừng cũng bật cười. Hôm mà di động cho cậu, cậu ấy đã bị lạnh cóng tới mức sinh ra ám ảnh, có lẽ phải hết cả mùa đông mới lành. Cái áo này là mấy năm trước chú họ tôi xả kho, cầm mấy cái về tôi nhìn thấy cái này rất ngầu. Lưu Kim Bằng nói nên tôi giữ lại một cái, tôi định lấy hai cái, cho Đình Tế một cái nhưng mà cậu ấy không thèm. Đây chính là cái áo mà mày nói giống như của xã hội đen đó hả? Đình Tế hỏi. Đúng rồi. Lưu Kim Bằng cũng vỗ vào cái áo, chất lượng tốt lắm, mặc vào luôn có cảm giác có camera theo sát sau lưng. Lâm Phùng ngừng cười tới sặc sụa, Đình Tế cũng cười ha ha. Cười đi, bây giờ cười được rồi hả? Lưu Kim Bằng vừa ăn vừa nói, mấy ngày nay không thể nhìn được mặt mày, nhưng mà nhìn khuôn mặt của Lâm Phùng ngừng cũng chán lắm rồi, ngày nào cũng nhíu mày. Cái này bị lây đấy, có biết không? Ta vừa nhìn thấy cậu ấy nhíu mày thì lông mày của tao cũng nhíu lại. Sao vậy? Lâm Phương Ngưng vừa cười vừa hỏi. Thật, Lưu Kim Bằng nói. Thật ra tôi thấy hai người thế này tôi nhìn không nói ra. Nhưng mà bây giờ nhìn vẫn ổn chứ, ít nhất vẫn ổn. Vất vả rồi. Lâm Phương Ngưng bưng bát canh cay ở phía trước. Đình Tế cũng bưng lên cùng nhau chạm bát với Lưu Kim Bằng. Không vất vả, rất vui mà. Lưu Kim Bằng nói. Hôm điều khiển máy bay thực sự làm tôi được mở rộng tầm mắt, còn có thể chơi như vậy, bái phục. Nói tới đây trong lòng Đình Tế cũng rất kích động. Mấy ngày này cậu không kích động cũng không có tâm tình kích động. Trước đây cậu đã từng nói với Lâm Phù Ngừng được dùng máy bay không người lái kéo quà tới tặng như vậy rất tầm thường.
Nhưng cậu không ngờ rằng Lâm Vô Ngân lại dùng cách này để tạo hậu thuẫn kiên định nhất cho cậu trong lúc cậu không biết phải làm thế nào. Vừa nghĩ tới chuyện này, cậu lại nổi da gà, cảm thấy ấm áp mang theo kích động. Sao cậu nghĩ ra được vậy? Đình Tế hỏi. Đâu cần phải nghĩ, Lâm Phụ Ngưng nói, tôi đã chơi máy bay 3 năm rồi, sự lựa chọn đầu tiên là dùng nó, không cần phải suy nghĩ gì đặc biệt. Cũng phải, Đình Tế mỉm cười với anh. Ăn nhiều chút đi, Lâm Phụ Ngưng nói, mấy ngày này cậu cũng không ăn uống gì tử tế mà. Ừ, Đình Tế gắp một viên chả cá, căn bản không thấy ngon miệng. Có không ngon miệng cũng phải ăn, Lâm Phụ Ngưng nói, dù sao cũng không có việc gì để làm. Đình Tế vui vẻ, cười mãi không thôi. Nếu như là Lâm Phương Ngưng gặp được loại chuyện thế này, có lẽ anh còn cầm cả ván cửa, vậy sẽ không cần phải đạp cửa ra.